Về cái dư luận hiện nay tôi cũng không nghi nhiều về sự thật. Cái thương hiệu của tôi là nằm trong bà con quần chúng 44 năm nay. Còn cái chuyện mà chưa được cơ quan hữu quan cấp nhãn hiệu là chuyện khác. Cái thương hiệu 44 năm nó nói như thế, không phải là một vài năm, từ năm 1979 đến nay. Còn cái hồ sơ của tôi ở trên cục sở hữu trí tuệ đã có. Đấy là cái cách mà tôi đang cách bảo vệ để cho nó lâu dài. Về sức khỏe thì các bạn trông thì biết rồi, các bạn trông thì biết rồi, có những thông tin rất là bậy bạ, bảo tôi ốm liệt giường chẳng hạn. Tôi vẫn chạy tốt, tôi vẫn hoạt động tốt, không có vấn đề gì.